miền Nam Cộng Hòa. Vâng, một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời quý vị quan khách vui lòng ổn định lại chỗ ngồi và vị trí của mình để chúng ta trang trọng làm lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, lễ chào Quốc kỳ bắt đầu. Chúng tôi mời quý vị cùng đứng dậy để chúng ta cùng chào Quốc kỳ. Đầu tiên là quốc ca Hoa Kỳ. Riêng cho quốc gia của mình, người Việt Nam chúng ta, những người Việt quốc gia chân chính, luôn là một lá cờ vàng ba sọc đỏ, và ở bất cứ nơi đâu trên bầu trời hải ngoại cũng đều có cờ vàng ba sọc đỏ tung bay khi có người Việt cư ngụ. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay với lá cờ vàng ba sọc đỏ muốn nói lên biểu tượng của những người Việt Nam yêu chuộng tự do và những người Việt Nam kính cẩn để nghiêng mình trước lá cờ, bởi đó là sự hy sinh của biết bao nhiêu anh hùng liệt nữ để giữ vững cho lá cờ chánh nghĩa này. Giờ phút này, hồi Xuân Quảng Nam Đà Nẵng, trước khi chúng ta bước vào những cuộc vui vẻ, chúng ta trân trọng trước lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để hát lên bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Để công dân ơi, đừng hẹn gặp lại sông đôi, lòng cùng đi sinh nghĩa gì thân son, thì tương lai quân dân cùng sông sao các em làm sao cho núi sông từ nay luôn vững thế, xin cho thầy khơi trên từ sao thu nước người màu đào đẹp bao nói sông được tiếng mái thần giai quỳnh tươi sâu. Chiến đấu lao chiến đấu cao tan tiên người nước Nam cho đến muôn đời không ngơi mãi yên nào dưới đất không xa nơi mà đàn cho con gặp hoa sơn và vẻ vang nơi sông sức xanh nhìn nhau dẫu không là thôi. Và sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi lắng lòng trong giây phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Nhớ đến quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ tự do cho miền Nam. Với biết bao đồng bào chúng ta đã bỏ mạng trong rừng sâu hay nơi biển cả trên bước đường đi tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
tôi trân trọng cảm ơn và kính mời tất cả quý quan khách an toàn, cũng như là trân trọng cảm ơn ban em thư thiện nguyện cũng như là